Mà tôi mở, bây giờ tôi mở anh em xem, tôi hướng dẫn em mở kiểu mới nhá. Mà không, mình không bấn vào trong, mình mở nữa. Mình sẽ mở như vậy là sẽ ngon. Đó, chọn vật phẩm để mở. Mở kiểu này, mở kiểu mới. Lấy giấy bút đi vào. Sao thầy đã quên Lisa rồi, thầy tệ thế. Lisa là ai? Đùa vấu làm sao nhỉ? Này, alo ST. 괜찮아. Lấy giấy bút đi vào. Tất cả sẽ dồn lại siêu phẩm cuối cùng này. Và đây là tất cả sẽ dồn lại ở đây. Nước chảy chỗ trũng, gói cuối cùng của ngày. Ok chưa? Và đây là Đức CM. Thôi, Tony Cruz thật. Ui. Nếu anh em mà đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua vipcard24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại vipcard24h.com. Hello tất cả anh em nhá. Alo. Anh em ơi, anh em hôm nay chúng ta sẽ săn bi lắc anh em ơi. Săn giáp mốt bi lắc. Ok chưa? Đấy, anh em cứ hỏi tôi là sao không chơi vòng bi lắc như thế thì hôm nay chúng ta với sự tài trợ của ông bầu Đức Dũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vòng sự kiện bi lắc full một vòng và săn support. Ok chưa? Anh em vào tôi xin một like nha anh em. Ui, 12 like ạ. Trái tim của quả tim của anh em đâu nhỉ? Quả tim của anh em đâu? 2000 years later. Chuẩn bị vụt thế rồi, để ra test nút cái F5 lại sao nào? Ui, F5 ngon luôn. Ngon luôn. Ok. Thầy kích Minh Ngay sang TDC rồi sao trên web gà nó để Minh Ngay bên TDC rồi. Gì? Tin chuẩn không? Đâu? Tin chuẩn không để đi kể. Dàn đội tuyển đáng chú ý từ vòng tuyển chọn. Các đội tuyển đi lên từ vòng tuyển chọn của FVPL Spring 2024 cũng vô cùng chất lượng khi họ đều là những cái tên cộng cán và có tên tuổi trong cộng đồng. Có thể kể tên X-Men gồm có Haku Men Quý Duy, BD Note, CTT hay TG Dance Club, TG, Lonnie, Trịnh Hiếu. Ôi thằng này đánh được cả hai đội luôn này. Lần đầu tiên trong lịch sử FBL có một vận động viên có thể thi đấu được cho hai đội tuyển. Người ấy chính là cậu ấy không ai khác. Đó là mình ấy. 10k rồi kiểu. Ê đi săn anh em ơi. Trúng chưa? Đức Dũng đã chi phối thầy Lân với 10 Quang wow, Huy Lio. Thầy dành chữa hộ em cái ức nha thầy. Cảm ơn bố Đức Dũng nha. Trúng chưa? Quang Huy Lio là ai? Đây là tháng mới đã đến mà. Ôi săn luôn. Buồn quá. Sao không bảo săn jackpot trúng nhở? Chúng mình săn chuyên nghiệp mà. Lừa luôn. Rồi chọn móc anh em à. Let's go. Chơi 10 lần như thế. Biết mà Đức Dũng ơi. Đùa tôi biết hết mà. NG cộng 8 nổ hũ. FPL nổ hũ không ta? 109 này đi luôn. FPL đi. Nổ hũ. BTB nổ hũ nhá. EBS không ra cái gì ngon đâu. Ai cần thử lấy ai cần làm gì huynh. Lỡ hay là lỡ hay Chelsea ta. Lỡ. Ok, bỏ Đức Dũng. Bầu Đức Dũng thích là được mà. Cho bầu Đức Dũng chọn quả lốt đấy. Cho bầu Đức Dũng chọn. Icon á? Icon luôn á? Cục quá. Mày đỡ. Không cho chọn đây. Ôi bây giờ không cho chọn quà luôn mà. Gì vậy? Ui, là cấm chọn luôn à? Cái này đã chọn đâu? Em vừa chọn rồi à? Ô kìa. Cay thế. Đùa bố Đức Dũng tự nhiên nhảy vào nữa, cay thật. Gói này lừa nha, gói này lừa, chắc lừa đét luôn nha. Anh em nào sờ vào gói này là đi đấy. Vào sân anh em ơi. Làm tí nước hoa anh em ơi. Nước hoa một chút nó mới lọc được. Phải làm một tí nước hoa qua cổ tay. Nó tập trượt đấy nhở. Mặt cứ bị lệch, cay thật. bắn toàn tẹt cơ. Ôi thơm ấy. Sự kiện gì nhìn làm BB này ấy đây, sự kiện thánh số phẩm đây. À nhầm, Bilac ấy. Bilac. Học sinh mới đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Học sinh mới nhá. Thầy có nhớ hay đã quên lời nói với em? Thầy vẫn nhớ học sinh mới ơi, thầy vẫn nhớ chữa bệnh đúng không? Bilac này nhiều BB thế hơn thánh siêu phẩm rồi à? Đâu được có 1.800 mà, ít hơn thánh siêu phẩm. 1.800 sao nhiều hơn được? Hãy cho tôi rác. Ui 99 đấy. Ê 99 là kiểu gì cũng ra cộng 8 ấy. Có em mua gì? Cát à? Pháp LB. Có thể chỉ số to là 120. Nope. Con này 120 thật mà. Cộng 8 là nó là 120 mà. Chuẩn mà. Nhưng mà vì nó cộng 6. Rồi. Cờ Hà Lan xếp. Có nào trên 1.000 tỷ 50k nhận không thầy? Nhận, sợ gì không nhận. Phải cả gói này gói rác mà. Ui gói rác điên luôn đấy. Gói nhìn ngày xưa tưởng xịn giờ thành rác điên luôn. Ui 1.500 anh em ơi. Cho xin một like anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều. Đùa 1.500 anh em mà đùa có 20 mấy like kìa. Ô đi mắc cô được ấy chứ. Làm 3 gói này đi cho. 3 gói này cho đỡ run. Làm bao cái này ra còn cộng 8 cho đỡ run. Có ai biết cách phát gói hội viên không nhỉ? Em muốn gửi anh em 2 gói hội viên à? Ôi cảm ơn Tuấn Anh nha. BTB kìa. Quatti ACM. Tony Kazut. À Luka Modric. Cộng 6. Gọi mẹ. Cộng 6. Trời ơi. Cộng 6 ạ. Cả lo chúng mày lừa đảo. Nhầm Tony Cruz. Ui rồi ôi đi rồi. Mút xe la mà nó lạ quá. Bây giờ mở cái nào ta? 98 đi. 98 đi. Mày đỡ. Và đây là C3. Ơi ngon, không min. Ok. Zinchenko, bộ trưởng. Seva làm gì mua BTB. Ui nhở. Con này hiếm luôn đấy. Hiếm mà. Lito đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn hiệu trưởng. Gói ân ra chân đèn cộng 200k. Vụt luôn. Chân đèn 20k đúng không? Xong luôn. Hiệu trưởng Long nhá, sang tiền cho tôi. Lavia luôn. Ôi yes. À con này nhá, chuẩn bị về Chelsea. Hiệu trưởng Long ứng trước lít rưỡi đi. Mama Davin. Này, Chelsea đang nhòm ngó, cực kỳ mong muốn đưa về. Này, mét 99 luôn. Mày đỡ, chỉ số được chưa? Lém xa lém sủng vào sân. Xí nước hoa mà sao không đỏ ta, phải đi sang câu lạc bộ thôi anh em. Xong rồi, anh ST. Thôi xong. Anh RM. Lingard. 99 cộng 15. Không min tí nào. Mà tôi mở, bây giờ tôi mở anh em xem, tôi hướng dẫn anh em mở kiểu mới nhá. Này, mình không bấn vào trong mình mở nữa. Mình sẽ mở như vậy. Là sẽ ngon. Đó, chọn vật phẩm để mở. Mở kiểu này, mở kiểu mới. Lấy giấy bút đi vào. Sao thầy đã quên Lisa rồi, thầy tệ thế. Lisa là ai? Đùa vấu sao ấy nhỉ? Này, alo. ST. 괜찮아요. 괜찮아. Lấy giấy bút ghi vào. Gói sau không min bằng 50k vào số tài khoản à? Ok luôn Tuấn Trường ơi, ok luôn. Gói sau không min à? Thế thì làm tí này đi. Nhận kèo Tuấn Trường luôn. Làm tí này đi. Ê hình như gói này gói ôn hay sao nhỉ? Có cả mẫu tuất luôn mà. Như nào ạ? Làm như nào ạ? Để thủ môn lên trước. Để thủ môn lên trước. Hải Phòng bằng đã chi phối Chelsea với 10.000 đồng. Chelsea. Tại sao thầy có biệt danh là Lihamin vậy thầy? Hi hi ha ha hơ hơ hô hô. Không min, không min. Chelsea. Ok, bú kèo. Lại đừng có nói min, đừng có nói min. Min là 100. Đây là 101. Không min. Không min mà vứt đi á, con này bù gãy người luôn, siêu tiền đạo của Chelsea. Làm sao mà qua nhả đâu mà anh em kêu là đây cũng này, gãy người luôn. Bú đét luôn. Ủa sao đây mở trông sai sai nhở? Từ từ nhá. Ý. Chia xa. Chia xa. Ôi. Ôi. Cái gì vậy? Ơ. Chia xa. Ok. Ok. Ôi đau đầu quá. Vai trưởng kìa. Bịp thật. Phải là một siêu phẩm đấy. Phải là một siêu phẩm đấy. Hà Lan. Brazil. Brazil ST. Brazil ST. Lấy lại tất cả. Lấy lại tất cả. Brazil. Ô. Bú. Sir Bobby Chanton. Glory mâu. Mới tinh luôn. Thì gì mà min nữa. Ủa với con vợ này cứ auto min thế nào nhỉ? Làm con Lê Hoan chơi. U lửa này, điêu ấy. Pháp. CDM. Tờ chua mẻ ni à? Tờ chua mẻ ni. Ui đắt thật, 17 tí. Quá tuyệt vời. Thôi, không đùa lại nhá. Nó mở nghiêm túc này. Phát này nghiêm túc này, BTB là bú. BTB là bú này. Nghiêm túc nhá, không đùa nữa, không đùa giỡn nữa nhá, không đùa giỡn nữa. BTB. Đâu rồi? Mở đi. Ok. Đi rồi, cáp mà đi rồi. Ơ BTB mà. Tên bên ACM. Lờ đúp à? Pedro. The Asensio. Uầy, thề luôn, sự kiện bi lắc không ngon bằng thánh siêu phẩm. Bi lắc rút ra kết luận nhá, không ngon bằng thánh siêu phẩm. Dưới 500 tỷ hết vị, đừng có nói Nini ơi. Đừng có nói. Anh em dự tôi phát quả này phát là xin em một like. Dự tôi phát quả này ra cái gì em nào. Hôm nay không chơi event, anh em dự tôi phát quả này em nào. Phát này nhá, phát này tôi nghĩ là trên 1.000. Thật, tôi linh cảm. Gà giá không bao giờ để tất cả các gói đều min. Không bao giờ. Để các gói đều min. 118 mừng luôn. Này riêng mở ra 118 nhá. Hà Lan CF mừng luôn. Ronaldo, ủi bố Đức Dũng tham vọng ấy. Nét vét à. Tuyệt vời luôn bầu. Tuyệt vời luôn bầu Trung Anh ơi. Tất cả nó sẽ dồn lại siêu phẩm cuối cùng này. Và đây là. Và đây là. Tất cả sẽ dồn lại ở đây. Nước chảy chỗ trũng. Gói cuối cùng của ngày. Ok chưa. Và đây là Đức CM. Thôi Tony Cruz thật. Ui. Ui full có mẹ mà sự kiện min luôn. Tôi yêu FC Online. Hey. Full min. Một sự kiện full min. Đỉnh cao mở thẻ. Nini đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Nini nha. Kêu 500 tỷ hết vị rồi không tin. Cái gì giờ nữa? Lấy làm phôi thì Dô CC lên không là nhót. Phải tin lên chuẩn. Phải lên Nini ơi, phải lên. Và đây là. Xong rồi đấy. Ôm nhau đi. Mấy anh em ôm nhau đi. Công thức 100% mà. 100% luôn. Là nhớ nhá. Khi đập cộng 5 phải 2 hủy nhá. 2 hủy. Không cần phải nhịp nhủng gì cả. 2 hủy là xong. Xong rồi đấy. Chúc mừng bầu Đức Dũng nha. Thầy chúc mừng bầu Đức Dũng sớm nha. Đã sở hữu cho mình Ronaldo CC5. Siêu. Nói ta diễn tập, anh em diễn tập cảnh ăn mừng trước nhá. Siêu. Là như vậy, là như vậy. Công thức 100%. 괜찮아. 괜찮아. Đức Dũng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Thầy lên VPCN được rồi đấy nhỉ?